Để chứng minh cho cái lý thuyết là không có đất nào xấu, tôi nói rất rõ là có người hỏi tôi là anh Tuấn ơi, đất phèn, đất em bạc màu có trồng sầu riêng được không, có trồng cái này cái kia được không. Về quan điểm của Thuận Thiên là không có đất nào xấu. Nếu đất tốt nó là 1 tỷ 1 hecta, đất xấu thì tôi nhảy qua nha, nó là 700 triệu hoặc 500 triệu thì chúng ta mua hữu cơ về. Cái đất này của anh Tâm á, là hồi đó anh cho người ta mướn 3 năm vì lúc anh chạy xe dịch vụ mà. Người ta trồng cam và người ta bứng hết lớp mặt đi. Nên anh trồng hoài. Và kính thưa các loại hóa chất không phát được. Lấy hết lớp mặt là bao nhiêu, cái lớp là bao nhiêu triệu năm á, lấy hết mất tiêu rồi. Thì nếu chúng ta gặp đất xấu thì làm sao ạ? Thì chúng ta tăng hữu cơ lên. Chúng ta lấy cái rẻ hơn, 200 triệu, 300 triệu gì đó, 500 triệu đó, chúng ta tăng hữu cơ lên. Theo năm, theo từng năm. Thấy không? Thí dụ như người ta bón một năm 5 kg hữu cơ thì mình bón 7, 8 kg, 10 kg lên. Nên không có đất nào xấu. Ha. Về cây sầu riêng đó thì cũng nói luôn đó. Mấy con gà dễ thương. Về cây sầu riêng á là nó chịu trên nhiều loại đất ha, nó chịu trên nhiều loại đất và nó thích nghi ở nhiều loại khí hậu. Chúng ta thấy không, Lâm Đồng lạnh như vậy cũng trồng được, rồi Bình Phước nóng như vậy cũng trồng được, bây giờ cả Bình Thuận trồng luôn rồi ha. Nên là không có đất nào xấu ha, chỉ có là chúng ta không biết chuyển cái đất xấu thành đất tốt mà thôi. À, ta coi có sức người sỏi đá cũng thành cơm mà. Xấu cho bằng đất của Israel à. Người Israel người ta qua bên Bình Thuận thấy đất cát mà người ta trầm trồ khen ngợi. Chúng ta thấy nè, cùng một kỹ thuật trồng nhưng cái cây thì to đùng, cái cây nhỏ vậy nè. Thấy chưa, bộ rễ khác nhau, vị trí đứng khác nhau. Cái người ghép, cái mắt ghép hồi xưa nó khác. Cái người khác cái người kia, hoặc là cái bộ rễ của cây trồng nó khác. Cái gốc nó già, cái gốc nó non, nhiều thứ lắm, nhiều vấn đề lắm. Nên là đây là một cái chứng minh là không có đất nào xấu ha. Xi là đây nè. Cái những người mới coi cái nói tôi tưởng nó là xi măng. Xi ha, nó viết tắt của nè. Viết tắt của ba cái chữ tiếng Anh nè. Substance nè, vitamin nè, arsenic nè. Yeah. Đó, nó viết tắt như vậy đó. Mà đây là của công ty Nguyễn Thanh Hải ha. Công ty Nguyễn Thanh Hải, tức là Xi là biển, là hải. Đó, nên anh Hải anh lấy tên Xi là như vậy, nhưng mà anh viết tắt của cái ba cái từ như vậy ha. Như vậy. Anh Tâm đâu rồi? Anh Tâm, cái đất này hồi trước kia là anh cho người ta thuê mấy năm? 3 năm 4 vụ cây trồng cam. Cây giống cam, cây giống bứng hết lớp đất, bứng mặt hết lớp đầu cả gan đất. Thì em đang nói vấn đề là không có đất nào xấu, chỉ chúng ta không biết cách làm cho nó, đúng rồi, nó giàu hơn, không nó, có nó, đất đất nào xấu, đúng rồi, nha, chúng ta không có đất nào xấu, đúng rồi, đất xấu thì chúng ta mua rẻ, mua rẻ thì chúng ta tăng cái hữu cơ lên, mà tôi thấy hữu cơ thôi chứ mình dùng NPK nhiều quá, tôi thấy không, tôi không mê. Tôi hỏi nè, 9 tháng qua đó anh làm với Tuấn thì cái đám này là bao nhiêu cây như thế này? Gần 60 cây. Anh xài hết bao nhiêu NPK rồi? Trời ơi, tôi xài có 10 bữa hổm tôi xài, tôi gãi một cái vườn tôi gãi 12 kg anh NPK vô là gầy nó về nó quất banh chát đây có anh này nè, anh là đây kêu vợ căng kêu vợ gãi. Là lâu chưa? Gầy nó quất. Mà lâu chưa? Mới đây nữa nè, mới đây. Mà anh rải ra rìa tăng lá.
ra rìa tán lá. Anh này bị. Em bị luôn, tôi bị luôn. Tức là ra rìa tán lá bao nhiêu, một cây là bao nhiêu trăm gram? Tôi không có bóc như anh, tôi cũng không có được ngoan lắm. Tôi hốt vậy, thấy chưa? Thấy đó, chưa? Thì đó. Ừ, nhỏ. Anh biết sao không? Em nói tính nghe nè. Của em là 54 gốc. Cái em cân 2 kg NPK, em kêu bà xã là gãi hết cho 54 gốc. Bao nhiêu tháng tuổi? Lúc đó khoảng 6 tháng tuổi. Ờ. Cái em kêu thì nhúm ít thôi. Cái bà xã bà gãi mới có mười mấy gốc hết mẹ 2 kg. Rồi cái bà bắt đầu bà vô bà hốt bà khân bà gãi nữa. Bà gãi nữa bắt đầu 3 ngày sau là gầy nó đeo em sập. Bởi tôi cũng bị nè. Em xài là 11 tháng rồi anh tính. Nên tôi cảnh. Nhớ nhỏ. Lên đây uống trà. Nhỏ vô uống trà đi vô. Em xài 11 tháng rồi. Mày nó bị gầy á. Mày có phụ đó là lỗi đâu cho mình. Đúng rồi. Lỗi cho nông dân. Nhúm thôi, một xíu thôi. Một xíu để kéo cái cơi nó dài ra thôi. Nha. Và nhớ là nó phải bóng mượt như xoa dầu sau một tháng mới được xài một xíu thôi. Nhúm về cho tôi nè. Đông quá trời luôn. Em đẩy vô một cái, đẩy vào một cái cái rồi. Cái này là rau bông tự nhiên hay xử lý anh? Ứng dụng chi, rau bông tự nhiên. Ờ, bữa hẳn okay. Như vậy nè anh Tấn. Để dạ. Nói anh Tấn nghe. Dạ. Tôi đó, tôi ginh cái bàn ra, cái con sâu nái bự lớn vậy nè, nó trước tôi từ đây xuống tới đây, tôi nóng quá tôi nói. Rồi mày chết với tao. Vô pha 5 lít xi pha rồi, đổ vô liền, gãi hút cơ. Một lần giờ kiếm sao không có. Xoài nó khỏe lắm. Khỏe. 5 lít có 20 ngàn. Đúng rồi. Mà mình đổ vô 5 lít pha rồi ha. 5 lít pha rồi, đổ vô rồi giải chừng ký hữu cơ rồi xong. Khỏe nó khỏe lắm. Đây là đâu, nằm bọc ra. Đừng có mê không, cảm thấy nhiều. Hồi nãy em mới dắt ông Dự ra, ông Năm, hai ông đó đó. Là hai ông đó là cụ sầu riêng luôn đó. Đó, từ thời mà hủ qua luôn ha. Là trên 30 năm sầu riêng à. Ông bây giờ xuống cái giường là ông không biết bao nhiêu mà nói. Lộng quá chừng xài luôn rồi. Bây giờ thành ra giờ ông thấy xuống giường thấy ông mê quá. Như cái anh kỹ sư hồi nãy đó, anh cũng giỏi phải chắc lắm đó. Anh giỏi à. Ừ, giỏi đó. Mà nhưng giờ đâu nghiêng qua đây hết rồi. Dạ. Còn okay. Hai cái ông hồi nãy đi tham quan á, ổng xài là cây sầu riêng ổng 30 năm á. 30 năm. Thì nếu về bên quá chất á, thì ổng là thuộc hàng sư tổ luôn. Anh thuộc sư gì? À, bây giờ tôi là kỹ sư tập thời. Mấy ổng qua lên dữ lắm luôn. Anh thấy nè, mấy ổng qua lên chăm tà. Thôi con ơi, con cứu chú. Ừ. Chú khổ quá, bây giờ xài bên đó giờ nó quá rồi. Tiền cái ông gì ông Năm hả? Ông Năm. Ừ. Ông nói bây giờ con phải làm sao, có con ông xuống nữa không? Phải cưng không? Cưng trời chồng cái này là hữu cơ mỗi tháng gãy lần hay sao? Không có. Hữu cơ là chỉ có lần đầu thôi, là Tuấn khuyên là bỏ trước hoặc bỏ ngay lúc đó hoặc bỏ sau lúc đó. Còn sau đó là tùy theo các cây anh, một năm anh cho ăn 5 lần hay 4 lần hay 3 lần là chuyện của anh. Dạ. Dù anh bận nhiều việc thì anh bón một lúc 5 kg. Đó. Còn ví dụ như anh cảm thấy ô nhà tôi khó khăn quá thì anh chia cái 5 kg đó ra bón thành 3-4-5 lần vậy. Miễn sao cái cây đó nó cần bao nhiêu thì trong tài liệu có rồi. Rồi để cái để hỏi vậy để tôi trả lời cho. Bao nhiêu khí hữu cơ một năm là vừa? Như cái cây này thì một năm á, nó tùy theo trái nữa anh, cái lượng trái anh để nữa, tại vì nó cũng để trái theo cành mà, thì anh tùy theo 12 kg cho tới 16 kg. Đó, tùy theo cái lượng trái nha. À. Chứ bây giờ nó trái nó ít thì bón chi cho nhiều, phải không? Ừ, tại vì xin âm thầm nó chuyển cái đất thành phân rồi, nên chúng ta chỉ là phụ thôi. Rồi. À, cua ở đâu? Ở mương á hả? À, đó, có cua nè. Tưởng là có cua sao có tép. Nếu mà đầu nguồn là có tép luôn. Có quay này không? Cái này dữ lắm à. Rượu đế. Rượu đế. Cái gì? Cá. Ok, các anh. Rồi. Bên này là mây mương là có cá là đầy, đầy đủ ha. Có cả. Dạ pH trên 6 được 2 tháng anh. Trên 6 được 2 tháng. Là hết rầy nhá, hết rầy. Nó còn, nó có đôi con rồi để có con kia. Con luôn chào bá. Ở đâu vậy? Ở đâu ra vậy? Ở gì mương ta chứ đâu. Nó bắt xài si. Ủa ông này cũng có xài si luôn hả? Để tôi kể. Mà ông bắt cái mương nào? Tôi quá tình xài si, ổng nghe ngang cười chết mà muốn nói tao video nào. Không vậy đó thôi. Anh hỏi ở cái mương này, mương nào đây? Mương nhà ổng á hả? Ừ. Ôi trời ơi, cái con đó. Wow. Ờ, con luôn kìa. Ô. Anh bắt bằng cái gì hay vậy anh? Mấy con luôn á, mới là con cá trê. Đặc lắm. Trời ơi, mê không?
Mắc cười quá ha, vui quá, hạnh phúc quá. Ông cho ông Tấn này. Ông cho ông Tấn này, cả nhà cậu.